Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án mới để giảm chênh lệch giá vàng. Ngành du lịch nỗ lực cho mùa cao điểm. Lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 động lực giúp ngành dược phẩm Việt Nam tăng trưởng. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, chi cục hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ và Ngô Trung Hiếu, đội kiểm soát hải quan do liên quan đến lô hàng tạm nhập tái xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sài Gòn Transco. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai người nói trên để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án buôn lậu xăng dầu và nhận hối lộ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xác minh làm rõ trách nhiệm liên quan đến lô hàng xăng dầu tạm nhập tái xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sài Gòn Transco. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố nhiều người liên quan, gồm Lê Tấn Hòa, Lê Văn Phước, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sài Gòn Transco, Nguyễn Huy Phương, nhân viên giao nhận công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xăng dầu Sài Gòn Transco, Lê Minh Thuận, Nguyễn Tấn Tài, thuyền trưởng, Nguyễn Quốc Việt, máy trưởng. Những người này bị bắt để điều tra về hành vi buôn lậu. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ chi cục hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ là Hồ Việt Tân và Bùi Huỳnh Bá Phước để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trần Việt Cường, trú phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều lái xe tại cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra ban đầu xác định lợi dụng tâm lý của các lái xe hàng nông sản phải xếp xe chờ đợi lâu ngày để làm thủ tục thông quan xuất khẩu hàng sang Trung Quốc. Mặt hàng nông sản trên xe nếu không kịp thời xuất khẩu sẽ dẫn đến hư hỏng, phát sinh thêm các khoản chi phí lưu xe lưu bãi. Do vậy, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024, Trần Việt Cường đã yêu cầu các lái xe phải nộp tiền bãi, tiền vào cổng là 500.000 đồng một xe cho Cường. Bước đầu xác định, Cường đã cưỡng đoạt tài sản của 8 lái xe với số tiền là 4 triệu đồng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu Kim Thành. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, chơi hụi, chơi bậu ở các vùng nông thôn vẫn thường diễn ra khá phổ biến. Một dây bậu thường gom thành nhiều thành viên lại, người này lấy trước thì người khác lấy sau. Đó cũng là cách để cho bà con có được một khoản tiền tiết kiệm dùng vào khi cần. Tuy nhiên, tình trạng vỡ hụi, vỡ bậu không phải là không có. Mới đây, hàng trăm người tại Bắc Ninh cũng đã lao đao khi chủ bậu tuyên bố vỡ bậu không lý do. Đây là nhóm người tham gia vào hội chơi bậu do bà Ngô Thị Phương Lan, chú xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh làm chủ bậu. Điều đáng nói, tất cả những người chơi bậu không biết nhóm bậu có bao nhiêu thành viên, không biết ai lấy trước, ai lấy sau. Chỉ biết hàng tháng nộp tiền cho bà Lan, đến khi bà Lan tuyên bố vỡ bậu, mọi người mới bàng hoàng. Đêm ngày không ngủ được thì nhiều người ốm đau còn gầy thì sút hàng bao nhiêu cân những người. Ví dụ như tôi còn khớ, nhiều người tàn tật hay là túng thiếu muốn để muốn làm gian cửa gian nhà, nhà sụt đổ. Thì bị thế này và còn ngất xỉu đi mà còn khóc nóc mấy con. Bà chủ bậu là bảo rằng là bây giờ sổ hộ gốc không còn. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai lại bảo đốt rồi là phi tang. Sau cái thứ ba nữa đòi hỏi dấn thì lại bảo là cho vào giặt cùng với chăn và với máy giặt. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 400 hộ trong thôn và nhiều người khác ngoài thôn tham gia vào hội bậu này. Số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Sau khi bà Lan tuyên bố vỡ bậu, mỗi ngày có hàng trăm người kéo đến nhà bà Lan đòi tiền. Thế nhưng bà Lan không thấy đâu, tiền thì cũng chưa lấy lại được. Người dân đã nhiều lần nộp đơn lên cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa được giải quyết và chỉ còn biết chờ đợi. Những cái huy động với số tiền hụi là trên 100 triệu thì phải có báo cáo đến các cái cấp cơ quan chính quyền.
Và đặc biệt là người dân khi mà tham gia hội thì cần phải tìm hiểu xem là cái hội đấy thì hội thành viên có bao nhiêu người, có thể sẽ cần yêu cầu cái chủ hội đấy cung cấp những cái giao dịch hoặc là những cái quá trình trao đổi của các thành viên tham gia trong một thời gian để mình có thể đảm bảo rằng những cái uy tín và những cái mối quan hệ phát sinh trong cái quá trình chơi hội là hoàn toàn là có căn cứ, và người dân lúc đấy thì mới có thể yên tâm tham gia vào cái hội đấy. Có những hành vi mà lợi dụng cái việc chơi hụi đó để chiếm đoạt tài sản thì sẽ xử lý hình sự theo cái điều 174 về tội lừa đảo, hoặc là điều 175 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Và chế tài của pháp luật thì rất nghiêm khắc. Với tội lừa đảo mà số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thì hình phạt mức cao nhất có thể là 20 năm tù hoặc là tù chung thân. Còn nếu mà hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì mức hình phạt cao nhất tội danh này thì cũng đến 20 năm tù. Đó là chế tài rất là nghiêm khắc. Có thể thấy, đa phần những người dân tham gia hụi bậu ở địa phương họ đều là những người lao động có thu nhập thấp, kinh doanh nhỏ lẻ, gom góp từng khoản tiền tiết kiệm hàng tháng của gia đình để vào chơi bậu. Có người còn đứng ra chơi thay cho cả họ hàng, hoặc có khi vay để góp bậu. Một khi vỡ bậu thì kéo theo rất nhiều hệ lụy. Thực tế, không ít người vì quá sốc mà lâm bệnh nặng. Một cuộc chơi tưởng chừng như bình đẳng, nhưng thực tế thì sự thiệt thòi và tổn thất lớn nhất không bao giờ thuộc về chủ bậu, mà thuộc về chính những người dân trực tiếp tham gia mô hình này. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số và quy trình cho vay để nỗ lực phấn đấu giảm 1-2% một năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đồng thời duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro, ổn định thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường. Nhằm giúp thị trường vàng trong nước bình ổn và thu hẹp chênh lệch với giá vàng quốc tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đã dừng việc đấu thầu vàng vì chênh lệch giá vàng không giảm như kỳ vọng và xây dựng phương án mới thực hiện trong tuần tới. Theo Ngân hàng Nhà nước, giá vàng diễn biến phức tạp và diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng, đặc biệt là vàng SJC. Thống đốc cũng nhấn mạnh việc thu hẹp chênh lệch giá vàng là nhiệm vụ rất thách thức bởi phải thực hiện trong điều kiện giá vàng thế giới biến động mạnh. Bên cạnh đó, việc đấu thầu vàng thời gian qua vẫn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Với kỳ vọng là tăng cung vàng ra thị trường và cái giá sẽ giảm dần. Tuy nhiên là qua 9 phiên đấu thầu thì chúng tôi thấy là cái chênh lệch giá thì giảm không được như kỳ vọng. Cho nên chúng tôi đã dừng đấu thầu và chúng tôi đã đánh giá tình hình và tìm ra các cái nguyên nhân và xây dựng một cái phương án mới để bắt đầu triển khai sang trong cái tuần tới để làm sao mà giảm được chênh lệch giá vàng trong thời gian tới, và đặc biệt là đi đôi với cái biện pháp minh bạch hóa các cái giao dịch của thị trường vàng. Một trong những giải pháp được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là từ ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank với mức giá được xác định căn cứ theo giá thế giới để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Đây được coi là giải pháp hiệu quả trong thời điểm hiện tại được các chuyên gia đồng tình khi giúp bình ổn thị trường vàng và thu hẹp nhanh chóng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới một cách bền vững. Cho phép 4 cái ngân hàng lớn có cái cổ phần của nhà nước bán cái vàng miếng SJC trực tiếp cho người tiêu dùng để từ đó đảm bảo cái giá nó thống nhất giữa các cái ngân hàng với nhau và dựa trên cái cơ sở giá mà nhà nước bán cho 4 cái ngân hàng. Và như vậy thì có nghĩa là người dân sẽ được mua trực tiếp cái vàng miếng SJC với cái giá gần với giá thế giới. Nó sẽ làm cho cái khoảng cách giữa vàng miếng SJC với cái giá vàng bình quân thế giới nó gần nhau hơn. Ngoài các biện pháp quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc bình ổn thị trường vàng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết đã có 25 văn bản, trong đó có những công cụ để can thiệp vào thị trường vàng, đồng thời thanh tra, kiểm soát. Tuy nhiên về lâu dài cần có điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là việc sửa đổi Nghị định 24. Về mặt lâu dài thì cũng sẽ nghiên cứu là sửa đổi
cái nghị định 24 để mà làm sao chúng ta có cái giải pháp về lâu dài. Trước mắt thì chúng ta dùng cái công cụ mà thuộc cái quản lý nhà nước là thanh tra kiểm tra để là đánh giá một cách thực chất về cái hoạt động của thị trường vàng để mà có những cái giải pháp để xử lý theo cái quy định để đưa cái thị trường vàng bình ổn là tiến sát với lại cái thị trường thế giới. Sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố bán vàng trực tiếp tới người dân thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, khi giá vàng miếng SJC đồng loạt được các doanh nghiệp trong nước giảm trên dưới 1 triệu đồng một lượng, trong đó công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC trong sáng ngày 31 tháng 5 niêm yết giá vàng miếng ở mức 84,2 triệu đồng mua vào và 87,7 triệu đồng một lượng bán ra, giảm tới 2,1 triệu đồng giá mua và 1,1 triệu đồng giá bán so với cuối ngày hôm qua. Đà giảm giá mua mạnh hơn đã khiến chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC lên tới 3,5 triệu đồng một lượng. Du lịch hè vốn là mùa cao điểm thu hút khách, tuy nhiên năm nay giá vé máy bay nội địa tăng cao, tour quốc tế với nhiều sự lựa chọn, liệu có ảnh hưởng lớn đến lượng khách tại các điểm đến trong nước, ghi nhận tại thành phố du lịch Đà Nẵng. Theo số liệu khách tại đơn vị lữ hành này thì tính tới thời điểm hiện tại, lượng khách đặt tour đến Đà Nẵng trong dịp hè, kể cả thời điểm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế, chỉ bằng khoảng 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vé máy bay nội địa hiện tại rất là cao. Ngoài ra thì có thể là cái nhu cầu đến với Đà Nẵng đã bị bão hòa. Trước đây thì Đà Nẵng sau khi giai đoạn dịch 2019 thì mọi thứ ổn định lại thì khách đến Đà Nẵng rất là nhiều. Đầu năm 2022 thì lượng khách đến Đà Nẵng rất là đông và có những giai đoạn mà cháy phòng khách sạn, cháy xe. Tuy nhiên, ở giai đoạn này thì vấn đề đó đã không diễn ra nữa. Hiện tại thì tour quốc tế là một trong những cái xu hướng mà khách hàng đang ưu tiên lựa chọn. Những khó khăn đặt ra đối với du lịch nội địa đã được cộng đồng doanh nghiệp cũng như chính quyền các địa phương nhìn nhận đánh giá. Bởi vậy, trước bất cập về phương tiện khi giá vé máy bay nội địa tăng cao, thì việc xúc tiến thị trường gần là điều đã và đang được thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm, Hiệp hội Du lịch thành phố đã đề xuất với cơ quan nhà nước, rồi triển khai trong cộng đồng là chúng tôi có hàng loạt các cái gói sản phẩm kích cầu cho các thị trường gần. Thị trường đi bằng xe cá nhân, xe gia đình, thị trường đi bằng các phương tiện giao thông khác như là đi tàu hỏa, đi bằng xe du lịch đến với Đà Nẵng. Thì các thị trường này hiện nay đang tăng trưởng khá ấn tượng và hy vọng là bù đắp được cái sự suy giảm một phần từ phía hàng không. Bên cạnh việc gỡ khó từ phía phương thức vận chuyển, Đà Nẵng nỗ lực trong việc làm mới mình để thu hút khách trong mùa cao điểm du lịch hè. Cùng với điểm nhấn là lễ hội pháo hoa được kỳ vọng mang lại nhiều bất ngờ cho người dân và du khách, thành phố sẽ có hơn 40 sự kiện lễ hội đồng hành. Đặc biệt, những khu điểm du lịch, những sản phẩm mới, độc đáo sẽ được ra mắt như múa rối nước, mô tô nước, flypoa, đưa vào hoạt động phố đi bộ Bạch Đằng, thí điểm dịch vụ đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi. Bên cạnh nhiều cái sự kiện lễ hội mà chúng tôi đang tổ chức cũng như là các cái chương trình kích cầu du lịch mà chúng tôi rất tích cực chuẩn bị trong thời gian qua thì những cái điểm mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng sẽ chắc chắn là gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến tham quan. So với mùa cao điểm du lịch hè năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng kỳ vọng hè năm 2024, khách quốc tế sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng. Khách nội địa nỗ lực để duy trì tương đương. Những cố gắng của các doanh nghiệp, các điểm đến trong thời gian cao điểm du lịch này sẽ góp phần để Đà Nẵng đạt mục tiêu đón 8,27 triệu lượt khách trong năm 2024. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Hoàng Trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của Kinh tế Phương Nam. Sản lượng sầu riêng của Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 18.600 tấn, tăng hơn gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, tổng diện tích trồng sầu riêng ở Cần Thơ hiện là hơn 4.500 hectare, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là loại cây ăn trái có diện tích tăng nhiều nhất trên địa bàn. Đồng thời, diện tích bắt đầu cho trái cũng tăng mạnh, kết hợp với năng suất sầu riêng trong những năm đầu cho trái tăng nên tổng sản lượng tăng cao. Hiện sầu riêng đang trong giai đoạn thu hoạch rộ vụ với giá bán giống sầu riêng RI6 đạt từ 45.000 đồng đến 55.000 đồng trên 1 kg, cao hơn cùng kỳ từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1 kg.
đạt lợi nhuận bình quân từ 50 đến 60%. Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử, chương trình Ngày không tiền mặt 16 tháng 6 năm 2024 chính thức được khởi động lại tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, bảo mật. Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian, thanh toán đưa ra nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực dành cho người dùng trong năm nay. Số liệu 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 cho thấy các chỉ số thanh toán không tiền mặt có mức tăng trưởng khá. Giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 57,11% về số lượng và 39,49% về giá trị. Qua kênh Internet tăng 47,48% về số lượng và 30,2% về giá trị. Qua kênh điện thoại di động tăng 59,2% về số lượng và 35,9% về giá trị. Giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 14,15% về số lượng và giảm 7,84% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, các đơn vị tích cực tiếp tục nghiên cứu, áp dụng chính sách ưu đãi miễn giảm phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán hợp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó ưu tiên áp dụng đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến dịch vụ công và các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở và sử dụng tài khoản ngân hàng ví điện tử để nhận trợ cấp an sinh xã hội. Bên cạnh các hoạt động như lễ hội ngày không tiền mặt, sự kiện năm nay có nhiều điểm mới với chương trình giao lưu tư vấn kỹ năng tài chính an toàn, tư vấn cho học sinh sinh viên các kỹ năng về quản lý chi tiêu, kiểm soát tiền, đầu tư tài chính, các mini game thử thách quản lý tài chính. Lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 vừa diễn ra đã thu hút sự tham gia của 15 quốc gia và 20 tỉnh thành của Việt Nam với 160 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá sự kiện là đòn bẩy quan trọng giúp cho ngành dược phẩm thành phố nói riêng và của Việt Nam nói chung vươn xa hơn. Lễ hội sâm và hương dược liệu quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 lần đầu tiên đã diễn ra tại trục đường Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của 160 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm mô hình trải nghiệm sâm và hương liệu dược liệu, 40 gian hàng trải nghiệm ẩm thực. Bên cạnh đó còn có các cuộc hội thảo chuyên đề về sâm và hương liệu dược liệu. Phải nói là rất là hoành tráng, rất là đẹp luôn. Đó là tôi lần đầu tiên mà tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, là tôi là người dân Cần Thơ. Đến đây thì rất là vinh dự và hôm nay là được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thiên nhiên ở ngoài rừng chứ đó, nhưng mà cách trưng bày và cái sâm mộc linh nó rất là hoành tráng, rất là đẹp. Các hoạt động chính của lễ hội gồm không gian triển lãm sâm và hương liệu dược liệu Việt Nam, khu gian hàng trong nước và quốc tế, khu ẩm thực, chương trình giao lưu món ngon từ sâm và hương liệu như phở sâm ngọc linh, bún bò sâm ngọc linh. Tại đây, du khách có thể thưởng thức những tô phở thơm ngon, đặc biệt từ chất liệu sâm ngọc linh, vừa độc đáo bổ dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa đậm đà hương liệu Việt. Đặc biệt trong không gian triển lãm sâm, du khách trong và ngoài nước được chiêm ngưỡng mô hình rừng sâm ngay tại thành phố. Trong cái không gian của rừng này, chúng tôi cũng tái hiện kể cả ngoài cái rừng nguyên sinh, thảm cỏ thực vật, cho đến vườn sâm và kể cả cái nhiệt độ cũng từ 12 độ để đảm bảo làm sao mà cây sâm nó phù hợp nhất trong điều kiện thổ nhưỡng như ở núi Ngọc Linh. Và sâm này phải đảm bảo trên 10 năm tuổi mới được đưa vào khai thác sản xuất, đưa vào các chế phẩm để phục vụ người tiêu dùng. Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trương phát triển sâm thành thương hiệu quốc gia, đồng thời xây dựng thương hiệu quốc tế cho sâm Việt. Các địa phương có tiềm năng thế mạnh về sâm như Kon Tum, Quảng Nam, Gia Lai đang tập trung đầu tư nhằm phát triển cây sâm cũng như vùng nguyên liệu sâm tập trung, phấn đấu đạt khoảng 21.000 hectare diện tích trồng sâm vào năm 2030. Lễ hội sâm hương liệu và dược liệu quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ góp phần triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và đồng thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 20-2025 về việc ứng dụng khoa học công nghệ cao
vào sản xuất nông nghiệp cùng với các địa phương, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và qua đó chúng ta nâng cao giá trị hình ảnh sâm của Việt Nam, đưa các sản phẩm sâm, hương liệu, dược liệu Việt Nam nói chung, quốc bảo Việt Nam là sâm Ngọc Linh nói riêng, vươn tầm thế giới. Theo thống kê của Viện Dược liệu, Việt Nam có hơn 5.000 loại thực vật và nấm, 75 loại khoáng vật có công dụng làm thuốc. Trong số đó có nhiều loại dược liệu quý hiếm như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu, Lan Kim Tuyến, Tam Thất Hoàng. Tốc độ tăng trưởng ngành dược phẩm của nước ta đạt mức 8,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 và dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Giá vé máy bay cao khiến cho các đơn vị lữ hành làm mới các sản phẩm du lịch nội địa né đường bay để hút khách đi chơi hè. Các đơn vị lữ hành chứng kiến sự bùng nổ của du lịch đường bộ và tour đi nước ngoài vào mùa hè. Tuy nhiên, giá vé máy bay không phải yếu tố chính chi phối quyết định này, vì du khách có xu hướng mua tour hoặc tự túc đi nước ngoài cao. Một số tour nội địa đang cao hơn hoặc có giá tương đương với tour đi nước ngoài. Chính vì vậy, du khách có xu hướng xuất ngoại nhiều hơn. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố về giá vé máy bay, chính sách ưu đãi từ chính phủ các nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chi phối quyết định của khách du lịch. Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc vừa thông tin sẽ tạm ngừng trung chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ra cảng Sài Gòn Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, phục vụ tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Theo đó, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc cho biết, việc đơn vị tổ chức trung chuyển miễn phí cho hành khách đi chuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo có đăng ký trước nhằm tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển từ trung tâm thành phố đến bến cảng Sài Gòn Hiệp Phước và ngược lại. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đã xảy ra bất cập trong khâu trung chuyển khách, khiến hành khách hiểu lầm, chưa hài lòng. Do đó, công ty sẽ liên hệ, kết nối với một số công ty chuyên vận tải đường bộ, trung chuyển để phục vụ khách hàng được tốt hơn. Trước đó, ngày 13 tháng 5, tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo chính thức khai trương phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của người dân. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 5 và 16 tháng 5, nhiều người dân đi chuyến tàu thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo đầu tiên phản ánh đã có những trải nghiệm không được như ý về việc thiếu xe trung chuyển hành khách từ công viên 23 tháng 9 đến cảng Sài Gòn, Hiệp Phước và ngược lại. Không chỉ vậy, đường xá từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến cảng Hiệp Phước cũng rất khó khăn. Hiện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lắp đặt biển báo chỉ dẫn hành trình cho người dân đi từ trung tâm thành phố đến bến tàu cảng Sài Gòn, Hiệp Phước. Ngoài ra, đối với xe taxi, ô tô ra vào cảng sẽ được hỗ trợ giảm giá 50% giá dịch vụ ra vào cảng trong 3 tháng đầu hoạt động, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Phí ra vào cảng đối với hành khách là 35.000 đồng cho mỗi lượt, lượt vào hoặc lượt ra, theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Về phí giữ xe trong ngày, đối với xe máy là 10.000 đồng một lượt, xe ô tô là 30.000 đồng một lượt, xe để qua đêm thu phí theo các lượt tiếp theo. Lễ hội sông nước năm 2024 có nhiều nét mới, trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Chuyến tàu huyền thoại, không gian biểu diễn như một phim trường rộng lớn với hơn 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng. Phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Lễ hội sông nước năm nay có nhiều nét mới để người dân và du khách cùng trải nghiệm. Đây là chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, mua sắm, được định hướng trở thành một sự kiện thương hiệu, góp phần định vị thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa. Chủ đề năm nay thể hiện những chuyến tàu đặc biệt đã từng đến và đi trên sông Sài Gòn, những chuyến tàu lịch sử gắn với những dấu mốc quan trọng của dân tộc, những hải thuyền đầu tiên của người Việt được hạ thủy. Chương trình huy động hơn 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tái hiện lại câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc. Lễ hội đấy cũng như là cái chương trình thực cảnh là một cái điểm nhấn, thì theo tôi là nó đã phản ánh được một phần nào đấy cái cơ bản về văn hóa của thành phố, đặc biệt là cái văn hóa truyền thống. Cho nên là tôi cho rằng lần đầu tiên mà tổ chức như vậy thì đấy là một cái thành công rất là đáng ghi nhận của cái lễ hội lần thứ nhất. Lần thứ hai thì thực sự như tôi kỳ vọng, tôi nghĩ rằng là làm sao cái chương trình lễ hội của chúng ta nó kết nối với nhau chặt chẽ hơn trong tất cả các nội dung, các lĩnh vực, ví dụ từ nghệ thuật cho đến du lịch cho đến thể thao, thì làm sao mình có một cái sự kết nối nó chặt chẽ, nó xuyên suốt để cho du khách người ta cảm thấy là, và cái quan trọng là người dân thành phố nữa thấy rằng là cái lễ hội đấy thực sự là của họ, đặc biệt là người dân thành phố họ được thấy rằng là lễ hội thuộc về mình thuộc về cái lễ hội lớn của thành phố.
Và điểm nhấn đặc biệt của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại ba điểm bờ sông Sài Gòn, Thủ Đức, cầu cảng Ba Son, quận 1 và công viên bờ sông Landmark 81, quận Bình Thạnh. Đây là lần đầu tiên lễ hội có bắn pháo hoa, hứa hẹn mang đến cho du khách và người dân thành phố một đêm giao lưu ấn tượng và đáng nhớ. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động được duy trì từ lễ hội lần thứ nhất như diễu hành trên sông, không gian trên bến, dưới thuyền, tuần lễ trái cây, không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, hội thi ẩm thực, trang trí ánh sáng nghệ thuật, các chương trình kích cầu du lịch, kích cầu mua sắm và giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật về câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc được kể bằng hình thức nhạc vũ kịch đương đại kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại đặc sắc được diễn ra trên sông Sài Gòn. Thu ý kiến và rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức của lễ hội lần thứ nhất, ban tổ chức lễ hội sông nước lần thứ hai đã chú trọng đến công tác tổ chức để phục vụ tốt hơn người dân và du khách, đặc biệt là tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận các hoạt động chính của lễ hội một cách thuận lợi hơn, từ chương trình nghệ thuật và các hoạt động trên bến dưới thuyền cũng như các hoạt động thể thao dưới nước. Chúng tôi cũng sẽ bố trí các màn hình để ngoài số lượng khán giả được xem trực tiếp và khán giả xem truyền hình thì chúng tôi cũng có các không gian để người dân có thể tham gia các hoạt động của lễ hội thông qua các màn hình lớn dự kiến được bố trí tại đường Nguyễn Huệ và công viên bờ sông Thủ Đức cũng như các khu điểm tổ chức các hoạt động của lễ hội. Lễ khai mạc lễ hội sông nước năm 2024 sẽ có chủ đề chuyến tàu huyền thoại diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 là chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, mua sắm, định hướng trở thành một sự kiện thương hiệu, góp phần định vị Thành phố Hồ Chí Minh một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa. Thành phố tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ hướng tới xây dựng lễ hội sông nước trở thành sự kiện chung của khu vực Nam Bộ. Qua đó, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước trong thời gian diễn ra lễ hội, góp phần tăng trưởng cho ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.